rậm rạp, trải chuốt hay cắt tỉa một cách gọn gàng. Dù là kiểu gì đi chăng nữa, thì ria mép từ lâu nay đã trở thành một phần trong văn hóa của những người đàn ông Pakistan. Nam giới ở đây thường đến cửa hàng để được cạo mặt, chăm sóc và tạo kiểu cho ria mép. Nếu đàn ông mà không có ria mép, thì mặt họ chẳng khác gì nữ giới. Đa phần đàn ông Pakistan thích các bộ ria được cắt tỉa một cách sắc sảo, nhưng vẫn gọn gàng và thoải mái. Một số khác thì thích để rậm rạp, nhưng kiểu nào thì cũng chỉ dài đến phần mép miệng. Tuy nhiên, ông Afridi, một doanh nhân, lại thích để ria mép dài đến tận tai. Hàng ngày, ông mất 30 phút để rửa, gội, chải, vuốt keo và uốn bộ ria mép đẹp đẽ của mình. Mỗi tháng, ông tốn khoảng 150 đô la Mỹ tiền cho các loại dao cạo, kem dưỡng râu, dầu dưỡng râu nhập từ Đức. Tuy vậy, ở vùng Peshawar nơi ông sống, phiến quân Hồi giáo Islam có kỷ luật thép là mọi người dân trong vùng phải cắt râu hoặc cạo râu, nếu không sẽ phải nộp tiền phạt 500 đô la Mỹ một tháng. Sau khi Afridi từ chối nộp món phí bảo vệ râu, bốn tay súng phiến quân đã bắt nhốt ông trong một hang động trong một tháng và chỉ thả ra khi ông đồng ý cắt ria. Sau đó, ông phải trốn đến ở nhà họ hàng và nuôi lại bộ râu. Năm 2012, nguy cơ bị đe dọa lại trở lại. Tuy nhiên, lần này, ông quyết không từ bỏ bộ ria của mình. Tôi không thể cắt đi vì tôi rất thích kiểu ria mép này. Tôi đã nuôi nó trong một thời gian dài. Nếu tiếp tục bị đe dọa, tôi có thể ra nước ngoài, chứ nhất định không cắt bỏ. Hiện ông đang phải sống xa vợ và 10 người con tại thành phố Punjab, Faisalabad. Mỗi tháng ông chỉ về thăm gia đình ở Peshawar vài lần. Afridi cho biết ông đang cố gắng đưa vợ con ra nước ngoài sinh sống và sẽ tham gia một cuộc thi ria mép nào đó sắp tới.